Đây. Hả? Cái gì? Hả? Làm sao? Qua mộ con sợ à? Ừ. 4416 nghìn. Dạ. Của mẹ con nhà bà gái. Ừ. 16k. Cả buổi chiều nay của mẹ con nhà bà gái nha các bác nha. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hôm nay thì Hoàng Hiền có nhận được một tin vui dành cho hai mẹ con nhà chị gái. Là có chị Hương ở bên Cộng hòa Séc có gửi cho mẹ con nhà chị gái số tiền là 500.000 để mẹ con nhà chị gái mua gà chăn nuôi phát triển kinh tế. Rất là mừng cho mẹ con nhà chị gái. Chị Hương ở Cộng hòa Séc thì các bác rất là quen rồi. Chị từng giúp đỡ rất nhiều bà con ở trên kênh YouTube của Hoàng Hiền rồi. Và hôm nay là mẹ con nhà chị gái qua đây thì là em Hoàng Hiền xin phép được thay mặt cho mẹ con nhà chị gái. Em xin chân thành cảm ơn chị Hương ở bên Cộng hòa Séc rất nhiều đã đồng hành cùng với em Hoàng Hiền để giúp đỡ cho mẹ con nhà chị gái. Thật sự là một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Các bác theo dõi video thì thực sự là mẹ con nhà chị gái thì nói thật ra thì là thấy là đáng thương hơn đáng trách các bác. Hai mẹ con thì đều hâm và không được thông minh. Đấy, cho nên là cuộc sống rất là khổ. Đấy. Lấy Hoàng Hiền vào nhà thì không thấy chị gái. Cái điện thì thấy bảo là hai mẹ con đi nhặt chai lọ ở đâu đâu khu vực này, ngoài cái bãi sa ma ở đây. Đấy, nhưng mà ra đây thì không thấy đâu. Đấy. Chị gái này thì cũng chia sẻ với các bác là không có kiến thức, không có hiểu biết. Đấy, cho nên là thật ra thì bà không cố tình nói dối đâu, mà có nghĩa là không có hiểu biết, xong thì là không biết làm, xong thì hỏi đến thì lại kiểu sai thì sợ Hoàng Hiền quát, thế là sợ các bác nói này, kiểu nói nấp điếm đi. Chị gái ơi. À đây rồi đây rồi. À rồi, ok. Đây rồi, xe đây. Xe này hôm trước Hoàng Hiền gọi các bác đến vá sầm hộ. Đi rồi. Ui nhặt ở trên bãi sa mạc này. Đâu rồi? Cả hai mẹ con à? Ui rồi. Ai nhỉ? Ai nhỉ? Nhặt trên bãi sa mạc luôn à? Còn không? Ui dồi. Đây nhặt từ đâu về đây? Bờ sông bên đây á? Thì cứ đi đường ở dưới đâu nhặt đấy à? Ui dồi. Nhặt đấy không sợ? Không. Hả? Không sợ? Ui dồi. Được không? Được. Ai da. Ui dồi. Ai da. Ui dồi, chai chắc từ đời cổ nó hi nào. Ui dồi. Này bà kiếm găng tay đeo vào. Nhà tự gò này ghê lắm, găng tay cái thứ. Thằng này đi dép thật nhá, trên này là cái bãi sa ma này nó có rất nhiều đinh. Đinh là biết ở đâu không? Khi mà người ta táng huyệt, người táng mộ ấy, thì là cái nắp quan tài, trong quan tài rất nhiều đinh. Đấy, cái đấy mà nhẫm vào là không phải như đinh bình thường đâu, mà uốn ván nhiễm trùng, cắt chân ấy, chặt chân đi mới chữa được ấy. Hiểu chưa?
cho nên là khi mà đi nhặt là đi từ từ thôi, đi bình tĩnh thôi. Đấy, những cái chỗ gò này, một là tâm linh, hai là đình nhiếc nhiều lắm, bởi vì họ họ táng mộ đầy, chạy vầm vầm như thằng Thành đấy là nhắm vào đinh ngay ấy nhá. À, này có nhặt nữa không hay về? Nhặt nữa, nhặt ở đâu? Trên kia có không? Vẫn còn à? Đâu thử lên xem nào. Trong đấy tán xuống, trôn xuống đất, các bác quăng tán, ông quăng hàng thì có đinh ở trong đấy. Có đinh trong đấy à? Vâng. Lúc ông mất gì? Vâng. Có sợ không? Con sợ. Ừ. Con đã thấy bà gái ở đây này, ra nói chuyện với thằng này tí nhé. Nhân câu chuyện này nói chuyện luôn. Đứng nào. Con có thấy vất không? Vất. Có thấy kiếm tiền khó khăn không? Có à? Vâng. Ừ. Thấy vất vả không? Con thấy vất vả. À. Thế thấy mình đập tivi là sai lầm lớn chưa? Rồi. Ừ. Thế có đập nữa không? Con không. Không đập nữa gì? Vâng. Có bao giờ đập nữa không? Con nó từ nay trở nên con không đập tivi nữa. Từ nay trở đi là không đập nữa đúng không? Vâng. Ừ. Đã thay đổi chưa? Con thay đổi rồi ạ. Thay đổi được rồi thì? Vâng. Không tái phạm nhá. Vâng. Ừ. Thế con mặc này có lạnh không? Con không. Không lạnh đâu à? Vâng. Ừ. Áo này ai cho? Áo này các bác cho. Các bác gửi cho à? Vâng. Ừ. Tim con đang đập. Tim đang đập nhanh à? Vâng. Sao mà đập? Con chạy. Chạy sợ à? Vâng. Ừ. Đấy, con biết là con đập một cái tivi đấy là con có nhặt này có mà mấy tháng cũng không đủ tiền để mà mua. Con hiểu chưa? Đấy. Nên là lần sau là như thế nào rất bình tĩnh. Chú biết là con cũng bị ảnh hưởng, cái đầu của con là không, đầu không được như bình thường các bạn. Đấy, giống như kiểu mẹ là đôi lúc là kiểu là tăng động không. Người ta nói là như cái bệnh tăng động. Đấy, chứ không hẳn là người bình thường. Đấy các bạn ạ. Ở trên nhà con bốc mộ anh. Thôi được rồi, cái đây không nói nữa. Cái đây không nói nhá. Ừ, đang chia sẻ với các bác là chị gái này cũng bị tăng động và cái theo cái gen thằng này cũng bị tăng động. Mà có biết cái bệnh tăng động ấy đôi lúc là không kiểm chế được bản thân. Đấy, chứ không phải được như người bình thường. Nên là cũng mong các bác là thông cảm. Đấy, vì sao mà Hoàng Hiền vẫn cứ theo sát và giúp đỡ, bởi vì là thực sự là thấy cái hoàn cảnh này nó rất là khổ các bác. Đấy. Đầu óc không được minh mẫn, không được như bình thường, dẫn đến là không làm ăn được. Đấy, khác hoàn toàn với các diễn viên, ví dụ như cô Toán thì đầu óc rất bình thường. Đấy, nhanh nhẹn hoạt bát, nên là khi mà giúp đỡ là cô ấy phát triển được ngay. Đấy, nhưng mà hoàn cảnh này các bác biết là tăng động như vậy, không được bình thường như vậy. Đấy, nên là không nảy số, không làm được một cái gì cả. Đấy, không có người chỉ đạo, không có người hướng dẫn thì không thể phát triển đi lên được. Đấy, tách xa một cái là khác bọt ngay. Đấy, bởi vì ngay cái việc dạy con các bác thấy là có ai dạy như bà ấy đâu, nhưng mà do là bà ấy bởi không có một cái tí kiến thức nào, dẫn đến cái việc đầu óc của bà ấy thỉnh thoảng nó tăng động như vậy. Khi mà nó thằng này nó không nghe lời là bà ấy vùng vằng và kích động như vậy, và dẫn thằng này cũng khi cái việc mà không nghe lời mà nó cũng bộc phát nên là nó cứ như thế thôi. Đây là một cái bệnh nha các bác ạ. Lúc nãy con nhà em trèo lên con đi vào đi học và con qua xuống con mấy mẹ đi con nhìn thấy xa lanh. Ừ. Đấy, đấy. À, nhặt ve chai à? Vâng. Xong rồi thấy xà lanh à? Vâng. Cái đấy là của các bác nghiện hút đi nhá. Vâng. Sợ lắm, nhắm vào là bị bệnh, nguy hiểm lắm. Vâng. Bây giờ không chữa đâu, bây giờ. Vâng. Tránh xa cái đấy ra nhá. Vâng. Ừ. À, đây thông báo luôn nhá. Là hai mẹ con là có nhận được một tin vui. Đấy, của chị Hương ở bên Cộng Hòa Séc. Lần trước thì chị Hương cũng đã gửi quà cho nhà chị rồi đấy. Và nhiều diễn viên tử khác. Mà chị có gửi cho em cái số tiền là 500 nghìn. Nhá. Để giúp cho hai mẹ con nhà chị là mua gà để chăn nuôi, phát triển kinh tế nhá. Ừ. Thế hai mẹ con có muốn nói gì với lại chị Hương ở bên Cộng Hòa Séc không? Ừ. Bà gái nói trước đi. Em cảm ơn chị Hương ở Cộng Hòa Séc đã giúp đỡ cho mẹ con nhà em 500 nghìn để tiền mua gà phát triển kinh tế. Cảm ơn chị luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Ừ, Thành. Con cảm ơn bác Hương ở bên Cộng Hòa Séc đã giúp đỡ hai mẹ con có 500 nghìn để mua gà để chăn nuôi
phát triển kinh tế. Con chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc ạ. Ừ, đấy, cứ ngoan thế nhá. Đấy, thật sự các bác là, các bác cũng sẽ xem thời gian tới Hoàng Hiền cũng sẽ kiên trì là thay đổi và giúp đỡ mẹ con và chị gái. Thì các bác sẽ xem trong thời gian tới là sẽ xem cái sự thay đổi của hai mẹ con là ngày càng là tiến bộ đi lên. Cái thứ nhất là sẽ giúp cho chị là kinh tế đi là một, và hai là cái con người nó sẽ quay trở lại, có nghĩa là thông minh trở lại, nó không có bị mắc cái bệnh tăng động, một cái bệnh hâm hấp như vậy nữa. Đấy, cũng sẽ thay đổi dần dần. Và cháu Thành thì không nói nữa, cháu Thành thì là cũng chia sẻ các bác là do là con sinh ra trong cái hoàn cảnh, cái điều kiện như vậy, các bác cũng biết là từ bé là không có bố, không có cha, và một mình chị gái chị mò cua bắt ốc quanh năm ngày tháng để nuôi con. Đấy, cho nên là một là nó thiếu tình cảm của cha, hai là nó không được dạy. Đấy, có nghĩa là không có có người có cái kiến thức để dạy con. Cho nên là vì sao bảo con học chậm, bởi vì là các bác biết là mẹ như vậy có kiến thức đâu mà dạy, chữ không biết, tính toán không biết, cho nên nó học cũng chậm. Đấy, cái thứ ba nữa là đầu óc nó cũng bị ảnh hưởng của mẹ nó. Đấy, di truyền từ mẹ sang, cho nên là hiện tại các bác thấy là con như vậy. Thì trong thời gian tới thì Hoàng Hiền cũng sẽ cố gắng là giúp đỡ con, một là sẽ học tốt hơn, và hai là sẽ ngoan ngoãn hơn. Đấy, ba là sẽ gần gũi. Đấy, để con có cảm nhận được cái tình cảm của tất cả mọi người cũng như các bác giúp đỡ cho hai mẹ con, để hai mẹ con thay đổi và vượt lên. Đấy, chiến thắng được cái bệnh tật của mình. Đấy, nên là hứa với chú là phải ngoan, đó chưa bà gái nhá, thay đổi, bình tĩnh trở lại nhá. Gà sắp tới là chị Hương chị giúp là sẽ về là chăn thật tốt. Đấy, rau là tưới rau như vậy là được rồi, ngày nào cũng phải tưới như vậy, cỏ cũng như vậy để nó tốt lên, mình có rau ăn, mình có tiền mình bán, đó chưa. Đấy, gà hôm nào về mua chăn thật tốt, không để chết con nào, đó chưa. Đấy, thì các bác mới yêu quý, giúp đỡ mới kinh tế đi lên được nhá. Không đánh con, không cắn con như thế nữa, nó hư gọi chú Hoàng Hiền vào xử lý là nó sẽ ngoan ngay. Đấy, bây giờ các bác có thấy là mặt Thành là không có sẹo nữa rồi. Đấy, từ khi chú Hiền can thiệp là mặt đã ngon nghẻ trở lại. Đấy, ngon rồi nhá. Đấy, từ bây giờ là không muốn đến một cái vết sẹo trên mặt nó nữa, đó chưa. Qua đây thì một lần nữa thì em Hoàng Hiền xin phép được thay mặt cho mẹ con nhà chị gái cảm ơn chị Hương ở Cộng hòa Séc rất nhiều nhá. Đấy, xin kính chúc cho chị cùng gia đình có thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều thành công. Cảm ơn chị rất nhiều. Đâu, đi chỗ nào có nhặt nốt không, để về hôm tối. Đi từ từ nhá, không là nhắm vào đinh nhức này. Mà những cái chỗ này rắn rết nhiều lắm đấy. Con biết rồi. Hả? Con biết rồi. Có rắn không? Không, bà con lúc ông mất đi thì các bác đóng đinh vào, bà con kể là không được nhẫm lên trong lắp quan tài, là đóng đinh nhẫm lên thì bị bệnh nặng phải cắt chân. Đây là người ta táng mộ lên này này, hiểu chưa? Vâng. Là nhiều đinh lắm đấy. Con kể cho anh Đức biết rồi. Thôi được rồi, nhặt nhanh để về hôm tối. Đây có cái này Thành ơi, đây này, phải không? Cẩn thận nó rắn dếp nhá. Phật đấy. À đây, khu này có này. Hai mẹ con. À, cái gì? Đi chậm không nhắm vào đinh à? À, sợ không?
Hả? Nghe thấy chú kể sợ quá à? Ờ, chôn người mất đấy. Sợ chưa? Thấy vất vả chưa? Thế có ngoan được không? Ừ, được. Rất là khổ các bác. Trường hợp này đúng sự là xét đi xét lại thì thấy rất là đáng thương đấy. Nên là hiện tại bây giờ thì cũng đang có sự thay đổi, là xem cái chiều hướng là khá dần lên rồi đấy, thì là các bác cũng sẽ xem trong thời gian tới. Hoàng Hiền sẽ cố gắng cùng các bác là quyết tâm đấy, giúp đỡ cho hoàn cảnh này vươn lên thay đổi, để không phụ lòng của các bác, các mạnh thường quân cũng như các quý vị khán giả trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ đấy, cho hai mẹ con nhà chị kia cả Thành kìa. Đấy. Đấy đấy đấy, đấy, chân đấy. Đấy. Chỗ này rậm thế. Vào chỗ này một là ong, hai là rắn rết ghê lắm. Thôi đi về đi. Xuống nhặt xong đi về đi. Không khác mà nhặt tiếp. Con đeo cái tất vào chưa con? Con nhẫm vào gai. Nhẫm vào gai á? Tất mẹ con đang giặt. Xuyên qua gãy à? Dạ. Ờ. Đi về nhanh. Tối rồi, trời mùa đông rồi, nhanh sẩm tối lắm. Gai đấy. Này chỗ này liệu được 20.000 không? Hả? Bán hết được 20.000 không? Bán được 20.000 đấy nhỉ? Ừ. Ốc của nước đang to phải không? Nước sông to phải không? Nước to. Ừ. Sông to đừng có xuống nó trôi ở người nhá. Mang nắm tải thế. 4 tải cơ. Con lột qua thác con ngày lâu con chú Hiền mấy mẹ con mấy chú Đông đi cắt quả ấy. Ừ. Thác đấy một lần con thí bị trôi. Thí bị trôi á? Vâng. Đi đâu mà trôi? Con đi cắt cửa cùng mẹ. À, hai mẹ con tự đi cái gì? Vâng. Xong rồi tí bị trôi chỗ đấy gì? Vâng. Ui rồi. Thế xong làm nào? Không, con tự lội sang. Ừ. Thế nó trôi à? Không, nhưng con thí bị trôi. Tí nó bị trôi à? Vâng. Đây rồi. Con trôi cả dép. Trôi cả dép à? Vâng. Ừ. Vậy bà gái là dọn chuồng chạy nhá. Ừ. Xong thì hỏi gà luôn để bắt luôn nhá. Ừ. Bắt được chăn luôn. Đầy chưa? Cho tẩy kia. Tẩy được rồi Thánh ơi. Tẩy được rồi, để đấy. Không buộc vào. Úi dồi, mày làm lại đổ rồi. Bác thấy là đã ngoan rồi đấy. Để tiếp tục duy trì rõ chưa? Vâng. Không còn được hư trở lại nhá. Vâng. Hư là chú không giúp ở đâu rõ chưa? Vâng. Ừ. Đầy quá hay cho tải nữa. Kia cho bớt vào tải kia, Thành nhặt cho vào tải kia đi. Mang đây Thành. Nhặt thêm không? Kể cái gì? Kể lúc lấy có đinh ở trong quan tài ấy. Thế sao chú không biết? Chú lớn chú phải biết nhanh đấy nhanh cần trước người về. Ui cái này họ đốt còn cháy. Đốt cháy xém nhặt hết à? Vâng. Bán nó hết à? Vâng. Ai nhờ? Bông bơ nữa. Ui dồi mày đưa chú xem bông bơ. Ui dồi
vườn họ đốt cái gì mà ghê này. À. Đằng này cứ phải cho nó vất vả này các bác, nó mới biết được là vất vả như nào, nó mới thấm được và nó thay đổi. À. Buộc chắc chưa ông tí đi này, ụp ra ngoài hết. Có mang dây chun buộc không? Này về bán luôn chứ. Bán luôn. Ui. Ui giời. Chín xu à? Vẫn... Chín xu. Tôi dính quần áo đấy. Mùi lắm. Thành giữ cho mẹ lấy dây buộc. Ngành tối mịt rồi. Hả? Chuột rắn đấy. Ui dồi. Bà nhặt khắp cái gò này à? Vâng. Khắp bãi sa mạc này luôn. Vâng. Ui dồi. Ngoài chỗ bãi sa mạc không ạ? Ông con trôn đi, mẹ con cũng nhặt. Ở đây có nhiều không? Ít quá. Ít hơn này à? Vâng. À. Bãi ở trên chỗ gần trường con đấy gì? Vâng. Ừ. Nhìn thấy mẹ con đang nhặt đi. À, đứng ở trên tầng nhìn được đúng không? Vâng. Thế có thấy thương mẹ không? Con thấy thương. Ừ. Thấy mẹ khổ không? Con có. Ừ. Thấy vất vả chưa? Rồi ạ. Thế thì phải làm thế nào? Phải ngoan ạ. Ừ, được. Đấy, cứ như thế nhá. Vâng. Ừ. Buộc lỏng thế, buộc chắc vào tí đi tuột ra lại nhặt ốm ốm à? Lấy cái dây chắc vào. Không mang dây đi à? Ui giời ơi. Nhặt thì mang dây buộc chứ, tí đi đường ục ra làm nào. Bác con cho cái bà chợ chuẩn đánh vào rốn thì bác con bơi được qua thác luôn. Bơi cái gì? Đó. Mày đừng có mà cho mà cắn xong mà bơi là chết đuối đấy, biết chưa? Không, bác con. Cấm chỉ ở xuống sông suối, không một mình nữa chưa? Vâng. Ừ. Buộc cái lúa này có chắc không? Vâng. Có. Được chưa? Vâng. Thành giữ xe. Cho hẳn xe ở đây à? Sao không để trên kia? Mẹ có sợ mất. Sợ mất xe á? Ai à? Cảnh giác phết nhỉ? Đi dắt đường nào lên? Hả? Chỗ kia à? Ôi, quay chụp cái ảnh nha. Quay đây nè. Ôi, ôi. Đúng là chị Dậu 4.0. Chị Dậu của năm 2023. Ướt trên yên à? Nước nó chạy vào đấy. Chín xu nãy. Chín xu đấy. Buộc chắc vào ông đi là rơi đấy. Thế thằng Thành này đi bộ à? Chạy bộ à? Mọi hôm toàn thế à? Cứ mẹ đi nhặt về mẹ đèo là con chạy bộ. Ui dồi. Này. Chiều mẹ con đèo vào và con chạy bộ. Chạy bộ. Đến khổ mày. Cảm ơn chú đèo. À. Đấy rơi rồi, rơi một cái rồi. Nhặt tải nhé, cất tải cho lồng xe kia nó nhặt kìa. Gập cái tải cho lồng xe. Gập gọn vào. Bỏ cái mũ ra. Đèn nó, đấy. Ấn nó. Ấn sâu xuống. Mặc cái áo Thành, mặc cái áo vào. Không lạnh. Mang áo mặc vào. Chiều nhặt nóng quá à? Ừ, mặc vào. Đợi nó mặc áo đã. Này nó đi vẫn phải mang theo áo rét phải chưa? Bởi vì là ban chiều thì nó ánh nắng thì là nó
nó ấm, nhưng mà tối là tắt ánh nắng này là lạnh rồi, hiểu chưa? Không mặc là ốm đấy. Nếu con chuẩn bị thi ốm, ốm vẫn phải quan sát đến lớp học. Thi thì phải đi mà thi còn gì nữa. Về chịu khó học bây giờ. Mấy giấy khen là chú tặng thưởng, đúng chưa? Nhanh lên về không tối, muộn rồi, trời sầm rồi này. Tắt đèn một cái là tối mịt này. Đấy. Không có ai nữa rồi này. Làm gì á? Bà nhìn thấy cái chai nhặt luôn. Đúng là ngại nhỉ, nhìn đâu cũng thấy. Cái đấy có nước à? Chắc họ đi làm đồng họ lại quên rồi. Ok, mẹ con đi làm bò, mẹ con không mang nước đi. Thế à? Rồi đi dắt bà gái dắt thành đấy đi, nhanh về tối. Để mẹ dắt con. Này, hai mẹ con nhà bà đi này mà tối này không sợ mà? Hả? Không sợ. Không sợ? Quen rồi à? Thành thì nó theo mẹ nó nhặt, phải nói là hết bãi sa mạc đến bờ sông bờ suối các kiểu, mỏ cua bắt ốc chai lọ. Này gai thủng xăm đấy. Ui giời, bếch cả xe luôn à. Trận gai đấy. Thành nó phật mặt đấy, Thành cẩn thận. Thành tránh nhá. Ui đổ rồi, đổ rồi. Đổ kiểu gì đổ. Thôi cứ đi đi, dắt lên trên đi. Xuống này đang có gai, dắt đi. Rồi. Trống trống, trống chân trống không? Chỉnh nhại đi. Nghiêng bên chỗ bà gái rồi. Đạp chân trống Thành, đạp cái chân. Đạp mạnh nào. Đạp cái kia đi, rồi. Phải giữ xe. Rồi. Cứ chuộc cái đấy tí buộc sao cứ vứt cái chai xuống. Nghiêng rồi. Căng ạ. Rồi nốt đi. Các bạn nhé. Mấy. Mấy. Căng ạ. Rồi. Căng hết cỡ. Được rồi, bố đi, bố đi. Được rồi. Nối căng ạ. Ừ. Buộc chặt ạ. Ui rồi. Buộc luôn dưới này em, buộc cái dưới này đấy. Tối mịt rồi. Bị tắt flash thì ngay là tối lắm. Không nhìn thấy gì luôn à. Thực tế nhá. Bây giờ nhá các bác nhá. Được chưa? Rồi cho nhét vào. Ui dồi. Đấy cho khe này. Đấy. Được rồi, đi.
Đi bên đường Hòa Lai ấy. Đường bên kia họ đang làm đường không định đâu. Này. Hả? Cái gì? Hả? Làm sao? Qua mộ con sợ à? Ui dồi, đấy. Thế mà còn không ngoan là chết đúng chưa? Ừ. Biết thả mình đây có sợ không? Hả? Biết chỗ gì đây không? Đấy. Biết trong mình ở đây nhá. Đứng im đấy, trong mình ở đấy. Con sợ. Sợ à? Vâng. Tim đập nhanh à? Vâng. Ui dồi, run à? Vâng. Đấy. Mẹ con đi gánh sơm đi, mẹ con cũng nhặt ở đấy. Thế à? Vâng. Rồi mình lên xe đi. Nãy nhanh tối. Và cơm cháo bò bê. Nay là chú cũng ra, xong mẹ con mày tối mệt làm nào mà về cả. Thành chạy bộ về. Thế là mọi lần hôm nào cũng thế à? Cứ lúc đi mẹ đèo lúc về chạy bộ. Không mệt đâu. Thế là đôi lúc là đầu con là không kiềm chế được à? Người tăng động lên phải không? Chắc đây cứ đạp thoải mái đây. Ta đang ăn cỗ liên hoan là mâm hồ mâm diễn viên điện tử cỗ hoàng liên hoan bánh ấy. Hả? Con nhỏ thì con đâu con nhớ. Đường này á? Vâng. Phải đâu? Đường rộng đẹp nhá. Đổ đường đẹp đấy. Rộng thoải mái đi gọn cho xe vào ta đi. Này bán luôn này nó không sao bán. Bán luôn à? Ờ được. Thế nên kia bán đi. À, thế cái tiền của bà bắt ốc mà bà bán này bà để đâu rồi? Mua đồ ăn cho nó. À. À. Gà là mua ở đâu bây giờ? Gà. À. Chợ Hanh á. À. Đó đi góc đường người ta đây này. Ui rồi. Đi thẳng luôn. Điện vào rồi, điện vào mũ rồi. Ở đây em đang chia sẻ video tí. Được à? Em đi á. À.
thế mọi lần Hoàng Thành nó cứ chạy đuổi theo này á. Hả Thành? Mẹ đi này cũng chạy như này nha, theo đuổi nhau. Thế nào mày vẫn chạy đuổi kịp rồi? Ai nhờ? Giỏi đấy nhờ. Đi gọn cho ô tô đi. Được rồi, chú biết ở trường học thể dục của tôi chạy rồi, đúng chưa? Thật sự là cũng chia sẻ các bác là mỗi một con người sinh ra thì cũng không ai là mong muốn là mình bị mắc những cái bệnh như vậy. Đó. Từ cái việc là không được thông minh, không được nhanh nhẹn, đấy, không có kiến thức, đấy, bị bệnh hâm mấp như vậy, tăng động như vậy. Cho nên là khi mà tìm hiểu xây dựng gia đình ấy, thì cũng không tìm được một người mà như ý các bác. Đấy. Cho nên nó dẫn đến một cái hệ lụy là phải một mình bươn chải nuôi con. Và một cái hệ lụy nữa là khi mà sinh con ra thì con lại bị theo cái gen như vậy. Nên là phải nói là rất là thiệt thòi so với những người bình thường. Đấy. Nếu như mà bà gái này, bà ấy bình thường được thì kinh tế thì nó đã khác, nó không như này các bác. Nên là xét đi xét lại thì thấy là rất là đáng thương thôi. Nên là cũng mong là các bác sẽ đồng hành cùng với Hoàng Hiền để trong thời gian tới đấy là sẽ thay đổi cho hai mẹ con nhà chị gái này là vươn lên. Đấy, bán luôn đây chứ bán đâu nữa. Bán đây xong rồi đi Hồng Thành về luôn. Đây rồi, ok. Đấy. Gọi bố có người bán sắt vụn em. Gọi đi, gọi mua sắt vụn. Bán. Không có nhà à? Bố đâu? Đi ấy, đi xuống dưới chỗ Hoàng Thịnh tối xuống dưới mua ngựa đây. Đi mua gì đấy à? Thế là chưa về rồi. Này. Mẹ có nhà không? Không biết có ở nhà. Thế mẹ bán được nào? Rồi bỏ xuống. Thành xuống giữ xe Thành, nhanh được chưa? Rồi cất cởi cất dây chuông đây. Thành nhanh nhá. 6 giờ. Chuông 6 giờ. Mùa hè 7 giờ tối, mùa này 6 giờ tối mịt. Tắt flash thì không nhìn thấy gì quá. Đấy. Tối mịt luôn. Thành đâu? Ra đây. Ra đây. Con thấy vất vả chưa? Con thấy mẹ con vất vả rồi ạ. Thế con có vất không? Con có ạ. Thấy nhà nghèo chưa? Con thấy nhà nghèo rồi. Khổ chưa? Con thấy khổ rồi. Con đi qua nhà người ta giàu con có thích không? Có. Thấy họ đang ăn uống vui vẻ xem tivi con có thích không? Có. Đấy, thế thì con phải học thật giỏi. Vâng. Phải ngoan ngoãn. Vâng. Để sau này kiếm nhiều tiền. Vâng. Để cũng như nhà người ta. Vâng. Được chưa? Vâng. Đấy, bây giờ mẹ con vẫn đang lóc cóc hai mẹ con đây. Vâng. Con thấy khổ chưa? Con thấy khổ. Ông bà đang nấu cơm, đợi tí.
Một lần bán đây gì? Gần nhà. Lúc mấy chú kẻ có sợ. Sợ quá à? Vâng. Đêm qua con... Ra đây. Sáng qua con luôn được cùng các bạn con, đêm về con lại khóc. Lại khóc à? Vâng. Mơ à? Vâng. Sợ à? Vâng. Thế thì lên trường nghịch ít thôi, đùa lâu ít thôi. Vâng. Tập trung vào học, có chưa? Vâng. Đến khổ. À đây rồi, chú đây rồi, bà gái đây. Chào chú nhá. Sợ lặng ghê. Bà gái nhá, hộ chú cái tay. Không còn à? Bao tải à? Toàn bao tải. Bao lũ đấy. Bao xe nữa. Đấy, bà gái nhá, bán đi. Lan mai em trả xuống. Trên nhà vẫn còn cơ à? Đấy à. Hai bao nữa cơ, nhiều đấy nhờ. Tắt bên kia đi, tắt kia bên đi. Hai xe à? Ai nhờ? Tưởng là ba phải trong nhà cơ, trong đường phố anh. Thế là hai ông bà đi mua hết cả, nó không có ở nhà. Bốn cân chai nhựa này chả có tiền đâu. 16 nghìn. Dạ, của mẹ con nhà bà gái. 16k cả buổi chiều nay, cả mẹ con nhà bà gái nha các bác nha. Thành quả. Đây nhá, mại thêm cho bằng 20.000 nhá. Đây là cho thêm một cân đấy. Rồi, cho thêm một cân nữa. Ai à, dạ. Lại trả xuống mà. Vâng. Cảm ơn chú nhá. Vâng. Chú về nhá. Hai mẹ con về đi. Để đi ông tối. Về đi. Ôi giời, đến khổ. Về ngay nhà nhá. Thần quả của hai mẹ con và bà gái các bạn. Rất là khổ. Giờ Hoàng Hiền, những cái thúc video này đây, và xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền nhé. Các bác sẽ còn xem video trong các chương trình tiếp theo. Mua gà để giúp đỡ mẹ con và chị gái thay đổi phát triển kinh tế, cũng như các diễn viên điện tử đấy. Trên kênh YouTube của Hoàng Hiền. Mong là các bác theo dõi video thì các bác thấy chương trình của Hoàng Hiền hay và ý nghĩa, thì các bác hãy like và đăng ký kênh ủng hộ Hoàng Hiền để kênh ngày càng phát triển hơn, giúp đỡ nhiều bà con hơn các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều và xin chào tất cả các bác.